Các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách submit app lên trên Google.com trên Play Store. Thì trước hết các bạn mở Play Google.com ra, thì các bạn vào trong cái phần là Create an Application. Các bạn nhấp chọn icon này. Rồi sau đó là nói tạo ra một cái bảng là Create an Application. Các bạn chọn ngôn ngữ đó là tiếng Anh. English. Ok. Trong cái phần title thì chúng ta sẽ gọi điền một cái title của một cái app của mình. Nội dung title này thì tôi cũng đã nói trước ở cái bài trước rồi. Chúng ta sẽ đặt title làm sao cho ngắn gọn và xúc tích và tối ưu được cái sale ở trên Play Store. Thì trong phần này thì mình sẽ điền một cái mẫu title như thế này. Đây là một cái tên app của các bạn ha. Ok, sau khi các bạn điền xong thì các bạn chọn create. Thì phần title thì tối đa của title là nó gồm có 50 ký tự. Thì các bạn làm cố gắng điền cái title đừng có quá 50 ký tự. Cả khoảng 30 đến 50 là ok. Trong phần search description phrase là trong cái phần là cái title gọi là description ngắn, thì diễn tả ngắn gọn trong cái app của mình, inside của app của mình như thế nào. Thì trong cái phần short description này nó gồm có 80 ký tự maximum, thì các bạn làm trong phạm vi này thôi để tối ưu hóa những cái keyword ha. Thì trong phần này mình sẽ demo đó là cái short description này, mình dạng vào đây đó, cái khoảng là 40 50 ký tự. Trong phần full description thì chúng ta sẽ diễn tả hết tất cả những cái nội dung của cái app, cái insight của app và game sẽ có những cái gì, những cái filter, những cái chức năng ha. Trong phần này thì mình sẽ có một cái full description màu ở đây. Thì trong cái full description màu chúng ta sẽ copy dạng vào đây. Ok, thì trong phần description màu này thì mình giới thiệu sơ qua. Trước hết đó là một cái dòng văn bản, cái đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tổng quan của một cái ứng dụng như thế nào. Và trong cái tổng quan này chúng ta sẽ bold, đen, đồng hết tất cả những cái dòng chữ này và bằng những cái ký tự đặc biệt này. Đây. Còn về phần thân thì chúng ta sẽ có những cái mỗi cái chức năng thì chúng ta sẽ có những cái hàng, những cái câu bold đen như thế này để nhấn mạnh những cái chức năng của cái app để tối ưu cái gục và nó rõ ràng hơn ở trên cái phần layout bộ cục của full description. Đấy. Và chúng ta sẽ dạng vào ở trong cái phần full description này. Sau khi chúng ta sẽ dạng xong, điền xong, chúng ta kéo xuống và trong cái phần full này chúng ta sẽ profile, thì đây là cái phần chúng ta sẽ import cái screenshot của cái app đó. Thì ở đây mình đã có cái screenshot màu, thì trong phần mỗi cái screenshot này chúng ta sẽ design với những cái screenshot cần phải clear. Thì trên này thì chúng ta cũng cần phải có những title, đó là những cái chức năng của app, và ở dưới này là cái chụp lại cái màn hình và cái mockup của cái iPhone, của cái Android, cái smartphone. Và mỗi cái như thế này thì chúng ta sẽ đồng bộ với những cái mẫu thiết kế như thế này. Đây là một cái template chuẩn ha, để chúng tôi upload những app lên. Đấy, trong phần này là phần những cái hình này là filter graph, thì đây là hình ngang ha. Ở đây là những cái icon, những chức năng của app và những cái title, và đây là cái title, cái tên app của mình. Đây là mockup. Ok, trong phần này là cái icon của mình ha, và cái tiêu chuẩn icon của app thì chúng ta sẽ design với một cái tương tự giống như một cái biểu tượng, những logo. Và chúng ta cần phải có những cái cấu trúc chuẩn theo nguyên tắc bảng. Ok, giới thiệu qua về screenshot và filter graph và icon app thì mình sẽ upload lên từng cái ha.
Đó, chúng ta sẽ chọn Browse Upload lên từng cái một. Tối đa của screenshot thì ở đây nó gồm có 8 cái screenshot, thì các bạn từng dùng 8 cái này chúng ta sẽ upload lên. Càng nhiều càng tốt ha. Rồi, còn đến phần là icon, thì icon với cái tiêu chuẩn của icon đó là 512x512. Thì các bạn khi thiết kế thì cần phải đúng cái chuẩn kích thước này, và chúng ta sẽ upload icon lên và upload cái email này lên. Đây. Ok, xong phần screenshot, icon và the graph, cái hình ảnh. Rồi trong cái phần dưới này thì chúng ta khỏi cần ha. Video promotion thì trong phần promotion video này chúng ta đầu tư sau, nếu như cái app của chúng ta lên ngon thì chúng ta cần đầu tư sau ha. Trong phần tie up application thì trong phần này chúng ta sẽ chọn là application ha. Category thì trong phần danh sách này chúng ta sẽ chọn danh sách phù hợp. Ví dụ cái app này, đây là một cái app về cái app tiện ích, thì chúng ta sẽ chọn cái phần đó là tool. Đấy. Ok. Privacy policy thì đối với những cái app mà giống như là app về tiện ích, tool, antivirus vân vân, liên quan đến protect thì chúng ta cần phải có cái link privacy policy dạng vào đây. Nếu không thì thôi, chúng ta chọn tick vào là I do not have a URL, và chúng ta chọn là save draft. Sau khi chọn save draft thì nó tích lên một xanh ở đây. Chúng ta sẽ qua cái phần content classification. Trong phần qua phần content classification này thì nói chúng ta đã là cần phải upload lên cái APK trước đã, rồi chúng ta điền vào cái phần content classification sau. Thì để điền vào cái phần content này thì chúng ta vào phần phía trên đó là version of application. Chúng ta nhấp vào đây. Sau khi chúng ta nhấp vào đây thì trong phần là product version. Thì trong phần product version này chúng ta chọn là manager. Sau khi chọn manager thì các bạn chọn là create an version. Trong cái phần version này chúng ta sẽ chọn Cryon. Trong phần Cryon này thì chúng ta sẽ chọn profile, chúng ta sẽ upload file APK lên trên Play Store. Ở đây là một cái file APK mẫu, chúng ta sẽ upload lên giống như một cái file app các bạn đã build xong và các bạn release ra ha. À, các bạn chọn record ha. Rồi các bạn quay lại cái phần là content classification. Thì các bạn chọn Cryon. Đó, trong phần Cryon này thì các bạn điền là cái email của cái tài khoản Google Play. Thì trong cái phần các bạn điền xong thì các bạn sẽ tích vào một cái category để các bạn writing cái phần các bạn điền những cái thông tin cái phần content classification này. Chọn cái đầu tiên. Trong cái phần này thì nó hỏi rất là nhiều về cái phần gọi là hỏi những cái tiêu cực, thì các bạn chọn no hết ha. Ok, theo kinh nghiệm của mình thì chọn no hết cho nhanh ha.
Rồi các bạn chọn Save My Question. Các bạn chọn style, đây các bạn chọn nút xanh này ha. Rồi thì như vậy cái phần version of the application và phần app store contain classification thì trên trong ba phần này thì chúng ta đã hoàn thành cái phần điền những thông tin và upload, thì nó tích lên cái nút màu xanh là ok đầy đủ. Đến cái phần raise and evaluate available. Phần raise and available này thì các bạn tích vào chọn cho phần country này thì các bạn chọn available hết tất cả những cái nước trên thế giới mà Google Play có thể là public. Đấy. Rồi các bạn kéo xuống ha. Khi các bạn kéo xuống thì các bạn tích chọn cho phần children này thì các bạn chọn là no, bởi vì trong những app này thì chúng ta thường là dành cho những cái các bạn là từ dưới 13 tuổi được ha. Ở đây là có phải là tài khoản của bạn có sử dụng quảng cáo hay không, thì thường thường chúng ta tìm thêm trên Google Adsmart thì chúng ta có quảng cáo, các bạn tích vào yes ha. Ok. Rồi thì phần dưới cái phần là agreement thì sẽ đồng ý này thì các bạn chọn qua hai cái, đó là content guideline và phần ok chọn hai phần ở dưới. Rồi xong rồi, sau khi chúng ta điền xong cái phần này chúng ta save the draft lại ha. Trong cái phần này chúng ta sẽ điền và nó có tích lên màu xanh, như vậy chúng ta đã có bốn dấu tích màu xanh, thì như vậy đã hoàn thành trong cái phần đó là public. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là đến cái phần là version of application và chúng ta sẽ public lên mà thôi. Rồi trong cái phần version of the application, các bạn vào trong phần manager của product và các bạn chọn phần là edit version. Trong cái phần edit version thì các bạn kéo xuống ha. Đây. Các bạn chọn check. Sau khi các bạn chọn check thì các bạn chọn cái phần launch development in product version. Ok.